Đây em test thử một chút chất âm ở trên cái loa BRE Jaco 100 các bác nhé. Tiếng nó mạnh, sang, gấu. Nói chung là các bác con này các bác chơi sự kiện hoặc là các bác chơi gia đình mà chơi ở cái phòng lớn hoặc là đánh ngoài sân vườn, hết nước chấm luôn. Tiếng mic hay, nét. Đây các bác nghe anh nói tiếng mic này hay, nét, ngon, nói chung là ngon, không có gì để chê. Đây, mặt sau của nó, công suất con này là 638 ohm các bác nhé, BRE. Đây, 1, 2, nó rất lớn, nó mic em đang đứng gần đây này. Đây, chưa? Đây, 1, con này tiếng sạch chi tiết đấy. Đây. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sáng đâu? Ok, em sẽ bật chút nhạc và tí em sẽ tháo cho các bác cùng xem cái ruột gan nhá. Sâu siêu thì thoải mái luôn. Đấy. Con này mới về thêm được một cặp. Cũng khá là tươm tất, khá là đẹp. Bây giờ em sẽ tháo cho các bác cùng xem cái nội thất bên trong của nó các bác nhé. Ngắm nghía nội thất bên trong. Đây em đã tháo cái nội thất ở bên trong của cái chiếc BRE 40 này cho các bác cùng xem các bác nhé. Thì ở đây nó sẽ được sử dụng check leo và bát leo. Bát thì nó sẽ sử dụng bát 18 sao 15 LD93. Đấy, 8 ohm. Phân tần. Ở đời này thì con này thì là phân tần trở dối các bác nhé, trở dối bát rất xịn, bát rất xịn luôn. Tất cả thì đều là nguyên bản 100%, nguyên bản 100% từ trong ra ngoài. Đây, check đây. Đây cái check các bác nhé, chưa tháo. Còn đây check em tháo ra này. Ui, nó to. Các bác nhìn cái côn check này. Chà bá luôn. Nó khủng khiếp luôn. Cô 100 mà. Đó, check cô 100. Đây. Đây check cô 100. Rất to. Khủng khiếp. Đôi này thì em bán với giá là 19.500.000. Một cặp các bác nhé. Thằng nào đánh sự kiện thì chơi cặp này hết bài luôn. Gấu khủng. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé.